Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 5. Mình cũng nói tình hình dịch cho bạn biết. Bây giờ chính phủ đang mở cửa. Thì bây giờ tình hình theo con số thì mình coi những cái clip những người khác lên thì cũng còn tăng các bạn. Bây giờ mở cửa ra thì cảm thấy thoải mái. Các bạn, bây giờ mình cảm thấy thoải mái thì đi đây đi đó thì rất đông người cũng vui các bạn, nhưng mà mình đi đâu mình phải cẩn thận cho chính mình. Mà mình thấy mấy người bệnh là có đeo khẩu trang không, 10 phần là cũng có 3-4 phần thôi các bạn. Thì bây giờ mình thấy vậy đó, nhưng mà mình nói cho các bạn biết, bạn nhớ ủng hộ channel mình nha các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 thì mỗi cuối tuần mình hay quay một cái clip. Hiện giờ mình chưa có view nhiều các bạn. Mình quay đây kỷ niệm rồi quay với bạn xem thôi. Khi nào mình có thì mình phải tạo nhiều cái mình tạo nhiều cái mới nha các bạn. Mình cứ quay bình thường thôi. Thì hôm nay mình sẽ qua bên một người em. Nhờ mình bán một chiếc xe cũ, mình qua mình chụp hình. Ok các bạn, ok các bạn, bây giờ mùa hè và tuần này rất là nóng luôn các bạn, vừa nóng vừa mát các bạn. Nhưng mà cỡ từ thứ năm thứ sáu thứ bảy cho lên là trời mới rồi qua tháng 6 rồi bắt đầu nóng các bạn. Nhiệt độ 90 độ F các bạn. 90, 80, bây giờ này là 80 là 82 các bạn. Ở đường phố rất là đẹp. Đó, bạn thấy không? Mình quay cảnh mình đang chạy lúc 9 giờ sáng các bạn. Trời nắng đẹp luôn. Trời này giống như trời bên Cali luôn các bạn. Bên kia là có một cái nhà thờ đó các bạn. Đó. Người ta cũng vô sớm. Ở bên Mỹ cuối tuần các bạn mình thích cái không khí buổi sáng lắm các bạn. Khoảng 9-10 giờ sáng là perfect. Mình khoái enjoy buổi sáng. Yên tĩnh rồi sớm tham mình có người bạn nào rảnh thì mình rủ đi đánh tennis rồi mình exercise rồi các bạn. Thì các bạn thấy không, mình làm công chuyện rồi bỏ thơ rồi làm công chuyện cuối tuần cho nó xong rồi bắt đầu qua thứ hai là bắt đầu đi làm các bạn. Bên Mỹ này chơi ra chơi làm ra làm. Rồi sắp tới du lịch mình vô bỏ thơ các bạn. Yeah. Thường thường mình làm ở nhà điện thoại cũng được, nhưng mà mình bỏ cái thơ này là điện ra nước các bạn, mình bỏ vô free stand. Nhưng mà mình sẵn đường mình đi cho nó vui thôi. Thật sự ra bây giờ mình bỏ mình trả trên điện thoại, trên computer cũng được, nhanh lẹ gọn. Đấy, mình ghé cây xăng này các bạn thấy không? Bây giờ mình ghé trong bưu điện trong du linh này các bạn đó. Giờ sáng giờ vắng, cảm thấy là ok. Cái gì giờ nữa là 1-2 giờ là đông lắm. Rồi bây giờ mình bước vô chợ là mình phải đeo khẩu trang các bạn, mình bảo vệ chính mình. Khẩu trang này nghe nói là
người ta đánh giá là mình cũng bảo vệ được 75% đó các bạn, bảo vệ mà virus đó các bạn. Ok, giờ mình vô đây các bạn, đây là cái thùng bưu điện để ở ngoài, nhiều khi ở để ở ngoài để mình bỏ vô, mình dán tem bỏ vô các bạn, thì khi mình ở nhà mình quên đó, mình đi ra đây. À, các bạn thấy cái thùng tem không? Đó, cái gì ngoài trước điêu lình, hoặc nhiều chỗ khác qua mặt như cũng có, nằm chỗ khác đó các bạn. À, bạn thấy thùng tem không? À, các bạn sáng thứ bảy các bạn đi chợ đó, các bạn đi chợ 9-10 giờ nó vắng đó các bạn, đi chợ thoải mái các bạn, xe không có đông, bắt đầu tới 1-2 giờ là bắt đầu tan cũ dậy đó. Bên Mỹ này là cuối tuần tan cũ dậy hơi trễ, nhưng mà có người sơ dậy sớm, có người tao quen dậy sớm rồi tao dậy sớm, mình sớm đi sớm thì có đồ ngon lắm các bạn, đi trễ là đâu có còn đồ ngon lắm. Thôi như hôm nay là đầu mùa có cherry nè các bạn, lát mình lấy cherry cho các bạn xem nha, cherry màu vàng đó, rồi màu tím, tím đen đó, hôm nay đầu mùa mà lát mình sẽ lấy cho mình quay cho các bạn xem, màu vàng rất đẹp và rất là ngọt. Bốn mình các bạn hơi mắc chút xíu, bạn mắc gấp đôi các bạn, 4.99 pound, còn cái kia có 2.89 gì đó các bạn. Hôm nay là ngày đầu mùa nè, đầu mùa có cherry nè các bạn. Ê, bây giờ mình đi vô chợ Việt Nam mình coi có ghẹ không, mua cho mấy đứa con mình ăn các bạn, mua ghẹ với mua tàu hũ cho các bạn thấy không. Giờ mình sẽ đi vô mình coi các bạn có ghẹ hay không. Ok các bạn, đây là cherry màu tím nè các bạn, đó, màu đỏ các bạn. Đó, 2.89 nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Còn cái này cherry. Còn cái này cherry màu sun tree. À, các bạn đây màu đỏ là màu vàng đó các bạn, đẹp không? Đó. Cherry màu vàng nó ngọt lắm nha các bạn. 4.99 pound. Mắc gấp đôi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ quay tiếp bạn thêm. Các bạn, bây giờ mình lên nhà người em của mình. Không biết giờ này dậy chưa, 10 giờ 5 rồi được rồi chắc. Người em mình là đi làm ca nhì các bạn. Mà mình mới có đổi ca chưa. Giờ mình lên em trai của mình đó bạn, từ em trai mình ngủ về chạy lắm, biết không có tới 1-2 giờ, chắc giờ chắc chạy rồi mà. Các bạn, bây giờ mình tới ngã tư Greenwich nè, giờ chạy vô cái khu nhà. Ê,
nhà của em trai mình, em Út. Ok, good morning các bạn. Hôm nay 16 tháng 6 các bạn. Hôm nay mình sẽ đi công chuyện là ghé một người bạn chơi một chút. Để mình quay người bạn mới cho các bạn xem nha, trên video này nha các bạn. Không phải người bạn này cũng cũ rồi. Một thời gian thì ai cũng không biết gì hết. Nên ít có gặp nhau. Bên Mỹ này các bạn ai cũng bận rộn đó. Đó, bây giờ chúng tôi mình sẽ quay cho các bạn xem đi tới đâu mình sẽ quay tới đâu để chi niệm. Ok các bạn, bây giờ mình đang đi trên đường Broadway tới một cái nhà hàng của một người em hồi xưa là Phở Hiền, bây giờ nghe nói là sang lại cho mấy người này thức coi như thế nào đây. Đây là trời ngày đào thảo của Wichita mình đây, ngay con đường số 1 Chris. Đây là hình như cái nhà hát mà, cái nhà hát đào thảo nhìn nó cổ kỹ cổ cổ ha, giống ở bên Boston đó các bạn. Tên là Orpheum. Mình quay trên đường này chúc cho các bạn xem. Ok các bạn, mình sẽ nói con đường rất quay cho các bạn biết. Cách đây là 21 năm mình nói về mình thôi nha, mình qua đây là 21 năm, 22 năm mà bạn. Đường Broadway này rất là thịnh hành người Việt Nam của mình. Chợ xá rồi này nọ đi người ta rất là, cái thời đó là đường Broadway này là rất là thịnh hành. Lúc đó là trên Thái An, nghe đường Pony, Kim Sơn rồi cũng chưa có mở. Là lúc đó người Việt Nam mình hay ra đây người ta đi ăn phở quà. Rồi chợ Broadway nhiều lắm, hồi xưa là cái chợ phở quà này đắt lắm nha các bạn. Đó, mình... cái phở quà trên đường Broadway này nó bây giờ là tiệm là Lido Sài Gòn, tại vì mình đặt cái máy nó nằm bên tay phải nên các bạn thấy là nó đắt vậy. Tại hồi xưa mấy người Việt Nam qua đây ở một mình nó gần ngay đường Broadway nhiều lắm. Lên tìm nhà hàng Sài Gòn rồi Phở Hiền rồi cái tiệm Long Hương nữa các bạn. Cách đây 20 mấy năm là đường Broadway này người Việt Nam mình đi mua đồ là con đường này nhiều lắm. Bây giờ có mấy cái chợ ở trên Thái An rồi mấy chỗ nhà hàng ở đó đi hết. Bây giờ đa số là người Việt Nam mình mua ngoài mấy cái mua mấy cái nhà mới hết. Ví dụ mua nhà chung
là động ư. Đây là cái ngã tư đường 13 nè, hồi xưa mình có một người em bị accident đây. Ờ, ngày này ngay khúc này luôn. Lúc đó còn ở Phạm Minh các bạn. Việt Nam mình mà ai mới qua cũng ở Phạm Minh hết. Không có ai mà dám mà có tiền đi để mua liền nhà đâu. Bây giờ đây là mở một cái chợ là Family Dollar nè, bạn thấy không? Đó, ở trước mặt mình. Hồi xưa bây giờ không biết tên gì nữa. Bây giờ để mình coi coi cái tiệm phở này là tên gì nha các bạn. À, cũng là Phở Hiền à. Cũng lấy tên Phở Hiền luôn các bạn. Có bên đối diện có mấy chỗ bán xe này. Nên mình hồi đó hay vô mua xe ở đây. À, đây là cái building này, nghe nói là mình cũng có quen với anh Sơn. Anh Sơn là chủ ngay cái chỗ building này. Còn bây giờ không biết còn làm chủ không nữa. Còn bây giờ mình sẽ chạy chậm chậm vô cái đường này. À, ở ngoài trước đó là cái chợ Mexican nè. Ở đây cũng có cái chợ Mexican nè. Nè, chút mình đi vô thử coi. Đó, anh thấy không? Chợ Mexican á. Đây là Phở Hiền trước mặt mình nè các bạn. Ồ, để mình đi. Để mình là lái qua đây mình đi vòng quay cho bạn xem. Chợ Mexican đây cũng lớn nha. Building này cũng bự đó. Em lái từ từ quay nè. Đó, trước mặt mình là cái building này đó. Là Phở Hiền đó các bạn. Nó sang lại đó các bạn. Sang lại cho MV. Đó, mình đậu lại luôn. Ok. Đây là bà xã biệt thự của mình đang mở cửa đi ra. Thấy đẹp gái không? À, chờ mãi ở đây mà. Em vô để thử coi có bột kho hay nọ gì không. Đây chờ. Basil free first ring nha. Đây vị đưa lên cho có cái mai này. Cái mai này chuẩn bị tết. Đây. À, đây là chỗ có gì đây. Ngoài cảnh có gì. Đi chơi ngày qua giờ ngủ khuya. Giờ sớm 11 giờ dẫn thanh chung. Đây là cái menu của Phở Hiền chủ mới nha. Đây phụ dưới Nam Giang 8.95. Đây là cái thực đơn phở tái, tái gầu, cà phê sữa đá thì 3.7, 3.5, chả giò 3.95. Con bún bò Huế chứ? Có gì đặc biệt con? Chỉ có bún bò Huế. Bữa thấy nó quảng cáo cái gì? Rồi mình kêu dĩa cơm sườn nướng nha các bạn. Còn mình sẽ kêu bún đặc biệt. Ok. Ok các bạn, hôm nay mình cũng lâu rồi mình mới ghé Phở Hiền. Bây giờ cái tiệm Phở Hiền cũng rất còn mới. Nhìn quang cảnh là cũng rất là sang trọng. Quy mà, thấy không? Nghe nói Quy có bằng thùng hay là một mình Quy không biết. Nhưng mà Quy này đáng là em của mình. Là
cũng có ủng hộ mua đồ của mình các bạn, mua đồ điện tử à, nên hôm nay mình lãnh mình lên mình ủng hộ lại food để tương lai mình mới ủng hộ dài dài có món gì đặc biệt lên. Rồi chút xíu mình sẽ qua bên chợ Mexican mình vào quay các bạn xem luôn ha. Ok các bạn, mình đây ở các bạn có nếu mà có ai muốn lên đường Rockway thì ủng hộ của Quy nha, nhà hàng Phở Hiền có đủ thứ món tùy theo ngày. Hôm nay mình đi ghé nhà thứ bảy có bún thịt quế, có những món thực đơn ở trong trong thực đơn thôi, còn ngày thường á thì có những cái món đặc biệt à các bạn. Ồ, ở đây hôm nay có người bạn mình làm ở trong đây nè. Không phải là không, hình như mình nghe nói Thoa cũng có biết nấu ăn nên Quy muốn qua làm nè, hay là Hùng Hạt gì mình không biết. Khỏe người đẹp. Trời, bữa nay đây là Thoa, Thoa nha, em gái. Hồi xưa mình có chơi chung nữa. Ừ, ăn cháo lòng đi. Nghe nói Thoa là có nấu ăn hay ngon giỏi nè, nên mới hợp tác với Quy đó nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, tiệm Phở Hiền rất sáng sủa các bạn. Mình quay các bạn là ủng hộ. Bây giờ các bạn busy quá, khách bây giờ còn ít nên vô chuẩn bị chút trưa trưa nay mới ăn nhiều. Ok các bạn, đây là phu nhân biệt thự của mình đây. Đó, hôm nay mình đi quán mới để mình ủng hộ quán Quy hả? Quy Hoa là cuộc sống ai cũng phải càng ngày càng lớn càng già, nhưng mà mình còn ok, mình cứ quay phim thôi để kỷ niệm. Giờ mình đang đậu bún bò Huế với cơm sườn nướng các bạn, mình quay cho các bạn xem. Cái món cơm sườn của mình này đó, còn món bún bò Huế là bún bò Huế các bạn, bún bò Huế đặc biệt nha, special nha, 9.95 nha các bạn, cơm tấm cũng vậy các bạn, 9.95 luôn. Review cho bạn xem nha các bạn, sườn rất là bự luôn. À, đi giờ dán lên mũi kim cũng ok. Ồ, những sườn này chất lượng cho. Đây là nước súp nè, nước súp. Mình đang thưởng thức nha bạn.
giờ mình cần đến sự hỗ trợ group như thế nào? Không có kịp không ớt bằng hả? Dạ không. Ớt xay á? Dạ không, chỉ có ớt thôi. Trung tâm á, thường thường phải có ớt xay, người Việt Nam nói với chủ quy. Dạ. Góp ý. Góp ý đó anh nói. Ớt xay á là mình ăn với trung tâm nó ngon. Dạ. Thấy kia chứ. Cơm mình cũng thường chung với cơm tấm nha các bạn. Cơm thường cái này phải cơm tấm luôn mới ngon. Cái này mình bán theo kiểu người Mỹ. Người Mỹ người ta ăn người ta không có phân biệt cơm. Người Việt Nam thì người ta phân biệt cơm, cơm tấm. Bún bò ấy cũng ok các bạn. Hai vợ chồng mình thường thường đi ăn á, mọi người kêu món khác để mình hai vợ chồng xe với nhau nó đỡ chán, chứ ăn một món đỡ chán giống như mình ăn món nào hoài mình cũng thấy chán, mình phải đổi thôi, thấy không? Dành đổi mà món cơm sườn
súp rất ngon. Làm miếng chả rất lạ luôn. Tính tiền cho mình luôn lần đầu tiên. Trời ơi anh Bảo ơi. Từ xa bún mắm nha, có bún mắm phải không? Rồi chừng nào có bún mắm em nhắn. Em gọi cho, ok. Dạ. Chị, chè đậu đen nữa nha, thơ nha. Ha. Dạ. Có mà. Chị em nói từng tới nếu mà ăn là phải có đầy đủ để tàn cái gì thiếu thiếu không à. Tại vì cái chè đó của má người ta nấu nhiều khi chèo đen với giống Thịnh. Dạ. Với Bistro Sài Gòn. Dạ thì em đã bán đậm nấu. Dạ rồi. Đậm cũng đậm anh đã ha. Dạ rồi rồi. Dạ rồi, xin chào anh. Rồi, ok. Dạ rồi. See you nha các bạn. Hẹn lại ngày khác hai vợ chồng sẽ tới. Cuối tuần hay rồng đi hưởng thụ. Mình tới chắc, mình tới em nghĩ chắc cũng á hàng cháo lòng. Mình tới chắc em cháo lòng tại vì mắm em mới đi qua hàng. Cháo lòng thứ bảy thì bao nhiêu? Dạ bắt đầu là thứ 6, 7. Dạ. Ok. Chúc cô mời bác. Thank you anh chị nhiều nha. Ok, đi ạ. Bye bye. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua chợ chợ Mễ. Ở đây đó giờ cũng 20 năm, 21 năm rồi chưa bao giờ mình đi qua đây. Vô chợ Mễ này hôm nay nó bán giống như chợ Mễ luôn, xe cả hay không? Đây là chợ Mễ các bạn. Đây là restaurant. Đây là cái restaurant chứ không phải là chợ các bạn. Mexican restaurant. Đây là view. Đây là little chim. Vô coi. Đó chim mất kịch rồi đây. Oh, this is what I'm doing.
không có nhiều. Đây là chợ Mãi nha các bạn, đường Rockway. Ông đi vòng vòng mình coi coi bán gì lạ không. Rồi đây có bán mấy cái lò nè, chợ Mãi các bạn bán đủ thứ. Ồ, máy bay bự quá, 86 đồng. Ồ, máy bay bán cũng rẻ ha. Ờ, máy bay này mà ôi, 86 đồng mà. Chợ Mãi bán đủ thứ luôn các bạn ơi. Dùng rau củ quả. Quá mua rồi. Quán mua bó nhỏ có một đồng á. Chợ Việt Nam đó bạn, mua bó nhỏ. Chợ Mãi nó bán mấy cái này rẻ lắm. Chợ Mãi bán mấy cái rau củ quả rẻ nè các bạn. Đồng 3 bó. Còn chợ Mãi mới giờ đồng đồng 5 bó luôn đó. Chợ Mãi mới á. Đồng 5 bó luôn á. Thôi ủng hộ đây đi, đồng đi. Chai đó uống được. Đây, đây thịt nè các bạn. Đâu? Ở đây chợ Mãi nó mở lâu rồi nên nó không có khách đông mà. Nè. Ồ, vậy mà bữa mua cái thịt này. Ồ, bạn thấy không? Chợ Mãi này nó mở lâu rồi nên nó vắng nè các bạn. Cái này á? Quá đi. Ồ, này 5 đồng 99 hả? À, này chắc mỏng mỏng là được không? Vậy sao coi đây hàng đó. Bữa anh lấy trò ôi, cái này có mà anh trò ôi xuống. Đó, nó vậy nè. Nó này nó không có mở. Nó không có mở. Ôi, thank you sir. I check the look. Ồ, đẹp quá. Ông tưởng mình mua, ông làm. Đẹp quá. Chợ Mãi đây nó mở lâu rồi nên nó vắng. Quần đá đến 4 đồng bịch. Bây giờ mình đi vô một chút mình tham quan thôi. Để mình đi ra. Xoài các bạn, mango, bánh lăng độc chín chín nè. Bánh lăng của Mãi nè. Mua xài lên tính tiền 6 sen. Gì? 6 sen. Gì 6 sen? Có 6 sen không? Hả? Đồng mà.
chị. Thank you. Đây người tính tiền. Ok các bạn, bây giờ mình ra chợ Mãi rồi. Đây. Giải bù đinh này ở đây các bạn, có hiện này các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi tới đâu mình quay các bạn xem ha. Ok các bạn, bây giờ mình đang tới nhà Dũng. Mình làm một cái video clip này. Đó, đây là bạn Dũng đang đứng ở đây. Lâu quá không ghé, giờ ghé thấy cũng ok bình thường. Đó, thấy không? Đây. Headphone very good. Ok, thank you. Đó. Đó, mình tặng quà cho người bạn mình đó. Đó, cười quá. Vô nhà đó, có cái cây này sung xè luôn. Lóc chưa? Đây là xung quanh nhà của đó, đúng rồi. Trời ơi, cái bãi cỏ này cắt đồ quải đó, đúng rồi. Đây là bãi cỏ nhà người bạn mình. Đó. Có con thỏ đang chạy. Ôi ôi, của mình lại có một chút xíu à. Ôi, bãi cỏ. Ôi. Đi vô. Bãi cỏ. Đây, xe Thảo cũng còn xi si đây. À, xe thì mới xe cũ rồi à. Đổi hai cái xe kia, lấy hai xe này bù vô mấy ngàn. Vô đi. Thảo đâu? Hello, how are you? Để cái máu rồi. Đây là vợ của người bạn Thảo. Ê, Dũng. À, lâu quá không gặp, hồi lúc casino bây giờ hả? Ok, nó giục nó đấy. Bữa nào mình sẽ hát với Dũng một cái video clip nha các bạn. Để kỷ niệm rồi tuổi còn xuân. đây là Dũng nha, nghe đó. YouTube đây là YouTuber nè, đang làm cho YouTube cái mơ. Được chưa? Ở đây là phòng khách của người bạn Dũng đây. Phòng khách này nhìn thấy cũng sang lắm nha. Phòng khách rộng chứ. Mình thích nhà rộng vậy đó. Mấy cái phòng khách này là rộng, ok. Giờ Dũng có nói gì nói đi. Đó nè. Bây giờ mình quay phim nó gọn lẹ, khỏi cần máy móc gì mệt quá. Sao nhưng mà mình quay cái này thì nó gọn lẹ, nhưng có cái mình không có zoom đồ này nọ ngon. Bây giờ đâu cần zoom gì đâu. Bên Mỹ này gọn lẹ xong rồi thôi. Nói chứ mấy đám cưới ở Mỹ bây giờ thấy không? Làm đơn giản xong rồi. Giờ coi như là không có làm kiểu mà giống như ngày xưa nữa. Quay cái chụp vài tấm hình lên thôi.
nó không có như hồi xưa nữa. Ừ. Thấy không? Rồi các bạn biết không, bây giờ mình đang ngồi mình nói chuyện đây với bạn Dũng, sáng giờ mình đi công chuyện quá nên giờ này mới lên 1:00 mấy, 2:00 mấy à, nhanh quá. Sáng giờ đi đâu rồi? Đi lên ủng hộ nhà hàng của bạn nữa, mới ăn bụng xong mới về. Ăn lúc 1:00 mấy, 1:00 mấy 2:00 ở nhà này nhiều khi buổi trưa cũng chả ăn gì đến chiều mà ăn. Nói cái vụ này cho các bạn biết luôn. Bây giờ cái tình hình mà cho tiền thứ hai đó các bạn đừng mơ. Thấy bây giờ kiểu như là bạo động nhiều quá, đảng dân chủ này nọ đó. Nên bây giờ mình không có hy vọng rồi các bạn. Chắc lần thứ hai không có rồi, nó nói vậy thôi, chứ lần hai thì không có. Lần hai tại vì bây giờ tranh cử đảng dân chủ đảng cộng hòa tù lum hết, làm cái gì tới bớt bớt này để mình quay phim đó, đây hội nghị bàn tròn 4 người lâu lâu đó. Dũng này chơi áo sắc mắt nhìn giống như là Ấn Độ. Đó, các bạn thấy không, đang hội nghị bàn tròn lâu lâu gặp lại tám chút. Cuộc nói chuyện hai người bạn là chấm dứt nha các bạn. Cái video này có lẽ bữa khác hay là ngày mai hay gì đó mình quay tiếp ha. Chứ nào gặp là cứ quay không nói gì. Quay cái chuyện nó ngán luôn. Ba nói là gặp sao nha. Rồi mình ra sân nha, đó bạn Dũng tiễn mình là một lịch sự giống như mình. Xe đẹp chứ. Nói xe là Dũng đi làm nè. Ừ, người ta ban ngày quay nó hồng hào đẹp chứ. Nắng đẹp không? Nắng đẹp. Quay phim chụp hình có nắng đẹp. Ừ, nắng đẹp chưa? Đó, các bạn thấy không? Rất rõ luôn nha. Bởi vì mình khoái quay đó. Đó. Ô, hai anh em cũng đẹp trai lắm. Mấy xe cho mát em. Bay là bồ đó, tổng thống đeo không mở. Còn bay là bồ đó. Trời ơi, nắng đẹp luôn nha các bạn. Đó, hai bà vợ đang tâm sự, còn đây là hai ông xã đang coi xe. Ủa, quay phim này mình không biết chán nha các bạn. Quay mình coi nó vui. Đó, đây là neighborhood của Dũng với Thảo đây đó. Rồi các bạn, bây giờ mình đây là trước nhà Dũng. Ok, tạm biệt các bạn nha. Ok, tạm biệt các bạn. Mình sẽ mỗi tuần mình sẽ quay một clip video cho bạn xem. Các bạn nhớ ủng hộ share cho bạn, share like cho bạn. Đây đường neighborhood của người bạn Dũng nha bạn. Đó, đường lấy tình nha bạn. Bye bye.